Báo cáo quý vị, hiện tại đang là buổi sáng ngày 28 tháng 8 năm 2021 và bên xưởng của đồ gỗ Tùng Tám là vừa bàn giao cho gia đình nhà bác Trọng tại thành phố Việt Trì một bộ bàn thờ bằng chất liệu gỗ Mita, kích thước là chân 14 và chiều ngang là 1m27, sâu 107, cao 1m17. Đây, trên này là bộ đài nến cũng như là 10 món. Đấy, quý khách hàng là có nhu cầu thì liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đây, một chiếc bàn thờ gỗ Mita, giá bình dân, rất là phù hợp với các gia đình. Đây là hình ảnh bác Trọng. Xin chào mọi người.